Xin chào các bạn. Hiện tại thì chị đã thấy những bạn nhỏ đầu tiên vào xem phần phát trực tiếp này của chị rồi. Và đúng như lời hứa thì hiện tại chị đã có mặt ở đây vào đúng 21 giờ để bắt đầu chiến dịch tiếp cận ngữ văn lớp 11 cùng chúng mình. Các bạn ơi, các bạn đã vào rồi thì nhớ gửi lời chào đến chị nhé. Và nhớ rằng hãy tag tên những người bạn của mình vào trong phần phát trực tiếp này của chị để chúng mình cùng nhau học trước, nắm chắc chương trình ngữ văn lớp 11 nhé các em nhé. Rồi, các bạn đâu rồi? Nếu như mà các bạn vào rồi thì nhớ là để lại comment ở đây chào chị Dương này, và đồng thời thì thả cho chị thật là nhiều tim để chị có động lực đồng hành cùng với chúng mình trong thời gian sắp tới nhá. Đâu rồi, các em đâu rồi, không biết là các bạn đâu rồi nhỉ? Hiện tại thì chị đã thấy 8 bạn đang vào xem với chị rồi đây này, nhưng mà chị chưa thấy bạn nào chào chị cả. Đâu rồi, các em đâu rồi? Bình luận chào chị một câu xem nào. Buổi đầu gặp nhau thì chúng mình cần phải chào hỏi để biết nhau đúng không? Rồi, các bạn đâu hết rồi? Vậy thì khi mà chúng mình chuẩn bị trước, học trước để nắm chắc chương trình ngữ văn lớp 11 thì không biết là các bạn đã chuẩn bị cho mình gì hay chưa? Hay là hôm nay thấy chị phát trực tiếp thì cũng chỉ vào xem thôi, nhưng mà cũng chưa ngồi vào bàn học, cũng chưa mở sách vở ra. Rồi, chị chào Minh Thư. Rồi, chào em. Đối với bản thân chị, khi mà làm chiến dịch tiếp cận ngữ văn lớp 11 này cho các bạn thì với cái mục đích là chị mong muốn rằng là chúng mình sẽ cùng nhau mang một cái hành trang thật là vững chắc để các bạn chinh chiến cái phần kiến thức nền của ngữ văn lớp 11. Bởi vì các bạn biết rồi đấy, ngữ văn lớp 11 học rất là nặng, kiến thức cũng rất là khó nữa. Thế nên trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay và trong buổi 1 thì chị cùng với các bạn, chúng mình sẽ cùng nhau vạch ra cái lộ trình mà chúng mình sẽ đi trong cả năm học tới, và cái cách học làm sao cho thật là hiệu quả để chúng mình học văn để không bị chán, không bị cảm thấy là ôi mệt mỏi quá bởi vì môn văn quá là nhiều, em học mệt lắm mà em học thì em chẳng hiểu gì cả. Có rất là nhiều bạn nói với chị như thế, thì có lẽ là bây giờ chúng mình cùng nhau bình tĩnh hơn một chút xíu, cùng nhau vạch ra cái lộ trình mà chúng mình sẽ đi cho cả năm học sắp tới nhá. Đây là một cái bước đệm vô cùng quan trọng. Nếu như mà các em bỏ qua cái phần bước đệm này, các bạn chỉ cần ôi vào năm học thì em cứ học thôi, và em cũng chẳng biết là mình cần phải chuẩn bị, cần phải trang bị những gì để mình có một cái hành trang thật là vững chắc, thì có lẽ là khi bước vào năm học mới, khi chúng ta ngồi vào bàn học, chúng ta bắt đầu chiến thực sự rồi, thì lúc đấy bắt đầu cảm thấy thôi chết rồi, các bạn học cái gì mà sao các bạn hiểu bài nhanh thế, mà bây giờ mình cô giáo giảng một lần các bạn nói vâng em đã hiểu rồi, mà cô giáo giảng đến lần thứ hai mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu thì phải làm sao bây giờ đây? Rồi, thì ngày hôm nay chúng mình cùng với chị vạch ra một chút xíu cái lộ trình như thế này nhá. Các bạn có biết rằng là với chương trình ngữ văn lớp 11 mà chúng mình sẽ học trong thời gian sắp tới thì sẽ bao gồm những mảng kiến thức nào hay không? Có bao giờ các bạn tự vạch ra cho mình và định hướng chúng mình học như thế nào hay không? Hay chỉ cần là thôi, cô giáo dạy bài nào thì biết bài đấy? Các bạn có bao giờ tự vạch ra lộ trình cho chính mình không? Nếu như mà chưa bao giờ vạch ra lộ trình cho chính mình thì bây giờ cùng với chị Dương vạch ra lộ trình học tập cho cả năm học mà chúng mình sẽ cùng nhau học nhá. Rồi, các bạn chú ý cho chị này, với chương trình lớp 11 hay là lớp 12 các bạn học trong năm tới thì cái lộ trình chung sẽ là như thế này, bởi vì chúng ta đang học chương trình sách giáo khoa cũ. Mà các bạn biết đấy, các em học lớp 10, các bạn lớn hơn các bạn ấy 1 tuổi, các bạn ấy đang phải học sách giáo khoa mới. Và cũng thật may mắn cho 2K6 của chúng mình là vẫn được học chương trình cũ, bởi vì nó quen thuộc với các em. Và chính cái sự quen thuộc đó mong rằng cũng sẽ đỡ đi cái phần nào bỡ ngỡ của chúng mình, bởi vì chúng mình còn có 2 năm nữa thôi là thi đại học rồi, mà bây giờ mà đổi sách giáo khoa một cái thì chị sợ là chúng mình sẽ trở tay không kịp, đúng không? Thế là thôi thì cũng may mắn cho 2K6 vẫn đang được ngồi ở đây với chị học chương trình sách giáo khoa cũ. Ok không nào? Vậy thì các bạn nhớ cho chị, trong chương trình ngữ văn lớp 11 nói riêng và lớp 12 các bạn học trong năm tới thì các bạn chú ý cho chị, chúng mình sẽ có 3 mảng kiến thức mà các bạn sẽ cần phải trọng tâm cho chị nhé. Thứ nhất là phần tiếng Việt, được không ạ? Với phần tiếng Việt này thì các bạn sẽ sử dụng kiến thức tiếng Việt để làm câu đọc hiểu, được không ạ? Làm câu đọc hiểu trong cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục thì sẽ có phần đọc hiểu này và chiếm 3 điểm. Thì các bạn chú ý cho chị nhé. Với phần đọc hiểu thì mình sẽ vận dụng kiến thức phần tiếng Việt đã được học trong chương trình để làm phần đọc hiểu.
bất cứ cái gì các em đang học, các em sẽ phải vận dụng nó vào cái bài thi, có thể là giữa kỳ, có thể là cuối kỳ, nhưng cái bài thi quan trọng nhất mà tất cả chúng ta đang ngồi đây và chúng ta hướng tới, đấy chính là cái bài thi đại học mà các bạn sẽ chuẩn bị, sắp đến lượt các bạn rồi đấy. Thì đấy, các bạn chú ý chị, khi mà chúng mình học tiếng Việt thì chúng mình cần phải nắm chắc kiến thức tiếng Việt để có thể vận dụng làm bài đọc hiểu. Ok không ạ? Nhất trí với chị điều đấy nhá. Mảng kiến thức thứ hai mà chúng mình cần phải nhớ cho chị, đấy là kiến thức văn bản, được không ạ? Đối với kiến thức phần văn bản này thì các bạn chú ý cho chị là văn bản văn học. Ở phần này thì chúng mình sẽ áp dụng để làm câu nghị luận văn học, được không ạ? Đó. Thì các bạn chú ý cho chị điều này, dựa vào cái phần kiến thức văn bản này kết hợp với phần phương pháp để chúng mình có thể viết được một bài nghị luận văn học hoàn chỉnh. Thì các bạn chú ý cho chị, đây là phần khá là trọng tâm và có lẽ cũng là cái phần trọng tâm nhất, bởi vì phần này sẽ chiếm 5 điểm trong bài thi của các em. Theo đúng với cấu trúc của những năm gần đây thì sẽ chiếm 5 điểm. À, còn cái phần kiến thức thứ ba đây này mà các bạn cần phải chú ý cho chị, cái phần này rất là quan trọng, đấy là phần tập làm văn. Trong phần tập làm văn này thì chúng mình sẽ được học phương pháp để các bạn biết cách viết một bài văn nghị luận văn học, biết cách viết một đoạn văn nghị luận xã hội. Nhớ chị nhé, phần này sẽ là phần phương pháp, sẽ cung cấp cho các bạn cái chìa khóa, cung cấp cho các bạn cái cần câu để các bạn làm gì, để các bạn có thể triển khai một bài viết, một đoạn văn của chính mình đấy các em ạ. Các bạn chú ý cho chị điều đấy nhé. Một bài văn nghị luận văn học của chính các em, một đoạn văn nghị luận xã hội của chính các em. Đó, thì các bạn chú ý cho chị, trong chương trình lớp 11 thì các bạn cũng sẽ phải nắm chắc cho chị ba phần kiến thức này: tiếng Việt này, văn bản này và tập làm văn. Đây là ba mảng kiến thức trọng tâm. Và khi học phần kiến thức này thì sẽ áp dụng để làm những cái điều gì thì chị đã có ghi ở phần nhỏ nhỏ bên tay phải này rồi, thì các bạn chú ý cho chị nhé. Học cái gì cũng đều áp dụng để đi thi cả. Thế nên trong quá trình học, chị mong rằng chúng mình sẽ chia đều, học đều tất cả các phần kiến thức, không quá trọng tâm vào văn bản, hay không quá trọng tâm vào tập làm văn, hay không quá trọng tâm vào tiếng Việt. Chúng ta sẽ phân bổ thời gian cũng như sức lực vừa phải vào tất cả các phần để chúng mình có thể chinh chiến được những cái số điểm nhất định trong các phần mà chúng mình có thể có được các em nhé. Thì đấy là những cái lưu ý của chị trước khi mà chúng mình bắt đầu học, để biết được rằng là với môn văn thì chúng mình sẽ học những cái phần kiến thức nào và những cái phần kiến thức đó sẽ giúp các bạn làm được điều gì trong cái bài kiểm tra của các bạn. Thì đấy là chị muốn lưu ý là như thế. Nhưng đấy chỉ là cái mục tiêu gần thôi. Cái mục tiêu xa khi mà chúng mình học văn thì chị vẫn muốn lưu ý: học văn là học cách làm người các em ạ. Thế nên chị mong muốn rằng ngoài việc các bạn chinh phục được 8 cộng, 9 cộng trên lớp, thì môn văn, văn học cũng sẽ giúp các bạn trở thành những con người có ích, trở thành những con người có ích cho xã hội, cho cuộc đời này. Chúng mình sẽ sống thành thật với nhau hơn, chúng mình sẽ yêu thương nhau hơn, và chúng mình cũng sẽ bớt đi những cái sân si và hận thù trong cuộc đời này. Thì chị mong rằng các bạn cũng sẽ hướng tới những cái điều cao cả, những cái điều mà chị nói là xa xôi nhưng nó cũng ngay gần bên các em thôi. Và chị mong rằng tất cả chúng ta sẽ đều đạt được điều đấy nhá các em nhá. Rồi, đấy là với môn văn trong chương trình lớp 11 nói riêng, và nói rộng ra thì là cả chương trình lớp 12 của các em đấy. Và bây giờ chúng mình cùng với chị nhìn tổng quan chương trình lớp 11, bởi vì đây là cái phần quan trọng mà các bạn chinh chiến trong năm nay mà, đúng không nào? Rồi, đặc biệt các bạn chú ý vào đây cho chị, phần văn bản đó chính là phần kiến thức văn bản văn học. Vậy thì không biết là các bạn đã có sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 hay chưa? Nếu như mà các bạn có rồi thì các bạn dở sách giáo khoa ra, chúng mình cùng với chị có cái nhìn tổng quan về chương trình nhé, để khi mà chúng mình học chúng mình đỡ phải bỡ ngỡ. Với văn bản văn học trong chương trình lớp 11 thì các bạn chú ý chị, sách giáo khoa sẽ chia theo cái tiến trình như sau. Các bạn chú ý chị nhé. Ở đây chị có một cái đường kẻ ngang này, và đường kẻ ngang này chị gọi là cái phần tiến trình văn học của các bạn. Tiến trình. Và nói nhỏ thôi thì đây là tiến trình ngữ văn lớp 11 mà chúng mình sẽ học. Các bạn chú ý, bất kể với môn học nào và môn văn cũng thế, chúng mình đều có 2 kỳ học, đúng không nào? Thì
Từ cái vạch giữa này là chị ngăn giữa hai kỳ nhá. Với học phần ở kỳ 1 thì các bạn chú ý cho chị hai cái mảng nội dung kiến thức sau. Thứ nhất là phần văn học trung đại. Được không ạ? Trong phần văn học trung đại này thì các bạn chú ý cho chị vào giai đoạn cuối cùng là giai đoạn số 4. Thì ở đây chị đã có khái quát 4 giai đoạn văn học trung đại để chúng mình cùng nhau nhìn lại rồi đây này. Chị sẽ cho các bạn theo dõi cái phần chị đã khái quát này nhá. Chúng mình thấy này, khi mà chúng mình học văn học trung đại thì sẽ được chia ra làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, 2 và 3. Ba giai đoạn này chúng mình đã được học ở chương trình lớp 10 và cả những cái năm trước đó mà chúng mình học cả ở cấp 2 rồi. Thế nên chị không nói lại nữa. Và trong chương trình lớp 11 thì chị muốn các bạn trọng tâm vào cái giai đoạn thứ thứ 4, tức là giai đoạn cuối cùng của nền văn học trung đại Việt Nam. Các bạn nhớ cho chị, nó có cái mốc thời gian là cuối thế kỷ 19. Ok không ạ? Và với mỗi một giai đoạn văn học sẽ đều được chi phối bởi hoàn cảnh lịch sử xã hội. Và ở giai đoạn thứ 4 thì các bạn sẽ thấy trong hoàn cảnh lịch sử này thì là Pháp xâm lược Việt Nam này, rồi xã hội Việt Nam thì là một cái xã hội nửa thực dân, nửa phong kiến. Với một cái bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh xã hội như thế, chắc chắn nó sẽ có những cái tác động trực tiếp đến với đời sống của văn học. Vậy thì văn học trong giai đoạn cuối cùng này có những cái biến động như thế nào, có những cái đặc điểm đặc trưng ra làm sao thì chúng mình sẽ được học trong chương trình lớp 11 đấy các em ạ. Với phần tổng quan như thế này thì các bạn theo dõi để thấy được rằng là chia ra làm 4 giai đoạn như thế, và đến lớp 11 chúng mình trọng tâm vào giai đoạn cuối cùng với những tác giả chúng mình có thể kể tên Hồ Xuân Hương này, được không ạ? Rồi ai nữa? Chị đố các bạn câu cá mùa thu của ai? Của Nguyễn Khuyến đúng không nào? Rồi ở đây chúng ta còn học Cao Bá Quát, chúng ta học Nguyễn Công Trứ. Đấy là những tác giả nổi tiếng, nổi bật trong cái giai đoạn cuối cùng của nền văn học trung đại Việt Nam. Thì đó là những tác giả, đó là những tác phẩm mà chúng mình sẽ học ở nửa đầu kỳ 1 trong chương trình lớp 11 đấy các em ạ. Thì các bạn chú ý cho chị là như thế nhá. Đối với phần văn học trung đại như thế này thì các bạn chú ý cho chị, chúng mình sẽ học phần thơ, được không? Thơ. Với những tác giả mà chị vừa mới kể tên. Đó, rồi. Chị cũng rất là mong được đồng hành cùng với Lan Anh, cùng với tất cả các bạn trong lớp học của chúng mình nhé. Thế nên các bạn đang vào xem phần phát trực tiếp này của chị thì cùng nhau chúng mình cố gắng, được không ạ? Rồi, đấy là về thơ. Và nửa sau cái học kỳ 1 này thì chúng mình sẽ được học văn học hiện đại đấy các em ạ. Cái tiến trình của chúng ta bắt đầu tịnh tiến về phía trước. Ở phần này chúng ta sẽ học văn học hiện đại. Với phần văn học hiện đại này thì chúng ta sẽ học văn học từ những năm 1930 đến năm 1945. Và trong giai đoạn này thì chúng mình sẽ học ai? Chúng mình sẽ học Nam Cao. Được không ạ? Chúng mình sẽ học ai nữa? Chúng mình sẽ học Nguyễn Tuân. Chúng mình sẽ học Vũ Trọng Phụng. Chị viết tắt nhé các em nhé. Rồi chúng mình còn học ai nữa? Nếu như các bạn còn nhớ tên tác giả tác phẩm nào mà chúng mình sẽ học trong chương trình lớp 11 ở phần kỳ 1 này thì các bạn có thể comment cho chị biết nhé. Bởi vì chị biết là có những bạn còn học trước, học xong ở chương trình kỳ 1 rồi cơ. Còn nếu như bạn nào chưa có học mà chưa có sách thì ở đây cùng với chị chúng mình cùng cùng thử liệt kê ra nhé. Với Nam Cao thì chúng mình sẽ học Chí Phèo này, đúng không ạ? Rồi, với Nguyễn Tuân thì chúng mình học chữ người tử tù này. Rồi, với Vũ Trọng Phụng thì chúng mình sẽ học một cái đoạn trích rất là nhỏ trong tiểu thuyết Số Đỏ, đấy là Hạnh Phúc của một tang gia, được không ạ? Chị viết tắt tên tác phẩm nhé. Và cuối cùng một văn bản nữa, một tác giả nữa mà chúng mình sẽ được học trong chương trình kỳ 1 lớp 11, đấy chính là Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam. Các em ơi, không biết là các bạn có cảm nhận được hay không, nhưng chị với kinh nghiệm là một người đã đi qua thì chị cảm thấy rằng cái phần văn học lớp 11 có lẽ hay nhất là ở đây. Thật sự luôn. Hay nhất là ở đây, đỉnh cao là ở đây. Nếu như chúng mình đã học lớp 10 rồi, chúng mình đã đi qua rồi, dường như là ôi sao mà cứ học văn bản, văn học trung đại cũng hay đấy, nhưng mà cái thời đại của chúng ta đã cách quá xa rồi. Thế là nhìn lại cái phần văn học trung đại đó có một khoảng cách khá là lớn, để khi mà chúng mình tiếp cận á thì chúng mình sẽ cảm thấy là khó nắm bắt hơn. Nhưng khi học sang văn học hiện
hiện đại thì chúng mình sẽ dễ nắm bắt hơn được cả tinh thần, được cả tư tưởng của tác giả nữa. Thế nên bằng một cách nào đó thì riêng cá nhân chị rất là thích văn học hiện đại. Không biết là ở đây có bạn nào thích văn học hiện đại không? Thích Nam Cao, thích Thạch Lam như chị hay không? Nếu như có thích thì chúng mình đã đọc với những tác phẩm nào của những tác giả này rồi thì cũng có thể comment cho chị biết nhá. Rồi, đấy là chương trình kỳ 1. Và tiếp đến kỳ 2 thì chúng mình vẫn là cái dòng mạch đó, chúng mình vẫn sẽ học văn học hiện đại. Nhưng đến với chương trình học kỳ 2 thì chúng ta lại được làm quen với các tác giả trong phong trào thơ mới các em ạ. Nếu phần này thì ở đây các bạn học văn xuôi thì sang kỳ 2 chúng mình sẽ học thơ. Và đó là thơ của ai các bạn có biết không? Đấy là thơ của Xuân Diệu ạ. Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất, tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Có lẽ những câu thơ đó đã ăn sâu vào tiềm thức của chị. Và có lẽ khi chúng mình học, chúng mình cũng có thể đọc một lần là nhớ ngay được những cái câu thơ đó, đúng không ạ? Thì đấy là thơ của Xuân Diệu. Rồi, tiếp theo chúng mình học thơ của ai? Chúng mình học thơ của Hàn Mặc Tử. À, được không ạ? Đó, áo em trắng quá nhìn không ra là ở đây chứ đâu. Rồi tiếp đó chúng ta học ai nữa? Chúng ta học Tràng Giang của Huy Cận. Được không? Rồi chúng ta học ai nữa? Các bạn còn nhớ không? Nhưng đây là ba tác giả đỉnh cao trong phong trào thơ mới. Nếu như các bạn có đọc thêm nữa thì chúng mình đọc thêm cả Nguyễn Bính nữa nhé. Tương tư của Nguyễn Bính này. Đó, nếu như các bạn đọc thêm thì các bạn sẽ đọc thêm cả Nguyễn Bính nữa. Nhưng ở chương trình kỳ 2 chưa dừng lại ở ba tác giả này đâu. Chúng ta còn được tìm hiểu thêm cái dòng văn học cách mạng nữa các em ạ. Văn học cách mạng. Ở đây chúng ta sẽ được làm quen với hai tác giả, với hai ngọn cờ đầu của dòng văn học cách mạng. Đấy chính là nhà thơ Tố Hữu, cánh chim đầu đàn của văn học cách mạng đây rồi. Và ở đó, và ở đây thì chúng ta còn gặp cả Chủ tịch Hồ Chí Minh nữa. Được không? Thì khái quát lại trong phần văn bản văn học thì chúng mình sẽ học bấy nhiêu tác giả. Và tương tự với bấy nhiêu tác giả thì chúng mình sẽ có bấy nhiêu tác phẩm cần phải học. Vậy thì câu hỏi mà chị đặt ra cho các bạn, với nhiều tác phẩm như thế này, với nhiều tác giả như thế này thì làm sao để học văn hiệu quả, để chúng mình có thể tiếp cận ngữ văn lớp 11 một cách hiệu quả nhất, mà khi chúng mình học văn chúng mình không bị nhàm chán, học một lần thôi đã nhớ rồi, mà đã nhớ thì phải viết được. Làm sao để chúng mình học được như thế thì có lẽ là trong buổi phát trực tiếp này, trong buổi tiếp cận ngữ văn lớp 11, trong cái buổi 1 này, buổi đầu tiên này, thì chị muốn chia sẻ với các bạn cái cách học ngữ văn làm sao cho thật là hiệu quả nhá các em nhá. Với tất cả cái phần mà chị vừa mới chia sẻ với các bạn ở phía trước thì các bạn đã nắm được cái tiến trình mà chúng mình sẽ đi trong chương trình lớp 11 chưa ạ? Tất cả các phần mà chúng mình sẽ được học đây sẽ được chia ra làm 2 kỳ. Chị nói lại một chút xíu nhé. Ở kỳ 1, chúng mình sẽ học thơ của văn học trung đại và học văn xuôi của văn học hiện đại với những tác giả và những tác phẩm như thế này chị đã liệt kê ra ở đây này. Còn đối với chương trình kỳ 2 thì chúng ta trọng tâm học thơ thôi. Nhưng thơ ở đây thì chúng ta vừa thấy có cả văn học trong phong trào thơ mới với những cái ngòi bút có thể nói là tiêu biểu. Đó là Xuân Diệu, đó là Hàn Mặc Tử, đó là Huy Cận. Và ở đó chúng ta còn học cả văn học cách mạng với Tố Hữu, với Chủ tịch Hồ Chí Minh nữa. Thì khái quát lại là chúng ta sẽ học bấy nhiêu tác giả và bấy nhiêu tác phẩm. Mong rằng là trong thời gian tới chúng mình sẽ được đồng hành cùng với nhau kinh qua tất cả những tác phẩm này nhá. Rồi, ok. Vậy thì làm sao để học tốt thì có lẽ là bây giờ các bạn có thể trả lời cho chị cái câu hỏi này hay không? Bình thường các bạn sẽ học văn như thế nào? Không biết là trên lớp, trên trường hay là cái cách học của các em khi học môn văn đấy chính là hôm nay em học tự tình của Hồ Xuân Hương chẳng hạn, thì em đến lớp, em không chưa chuẩn bị gì cả, em cứ đến lớp thôi, em nghe, ngồi nghe cô giảng cái gì thì em nghe cái đấy, rồi em viết vào. Thế xong khi em viết vào thì mới đầu em cũng hiểu nhưng xong rồi em quên. Có bạn nào rơi vào cái tình trạng học văn như thế không? À, Linh Anh nói với chị ở đây là học vẹt chị ạ. Nếu như mà học văn, nếu mà các bạn chỉ học bề mặt con chữ thôi, cô giáo cho ghi chép cái gì thì mình chép lại như thế, và rồi mình học thuộc như thế để mình lên lớp. Rồi cô bảo kiểm tra bài cũ là à, một bạn trình bày cho cô tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài tự tình của Hồ Xuân Hương. Ngày hôm qua cô giáo cho ghi cái gì, tối qua học thuộc nhìn lên trần nhà, thuộc là cái gì thế, rồi lên bảng đọc lại tất cả những cái thứ đó. Và cô giáo cho điểm về chỗ
Có bạn nào học như thế không? Nếu như bạn nào mà còn hóng vắt như thế thì chúng mình mới chỉ đang nắm bắt ở bề mặt con chữ thôi. Và cái cách nắm bắt đó thì có thể giúp các bạn trong cái cách là có thể có được điểm miệng, có thể được có điểm 15 phút. Nhưng cái vấn đề để học sâu, học kỹ, để hiểu, để chúng mình đi thi á thì nó sẽ rất là vất vả. Bởi vì đến lúc mà các bạn thi học kỳ thì chị tin là cái phần tác phẩm văn học mà các bạn đã học phải lên 6 lên 10 tác phẩm rồi, và đến cái lúc đó cái quyển sách, cái quyển vở mà các bạn ghi này nó phải dày ôi là dày rồi, và bây giờ trong một cái thời gian ngắn thì làm sao mà có thể học hết được tất cả những cái phần đó đây? Làm sao có thể học hết được tất cả những gì cô cho ghi đây? Đấy mới là điều quan trọng đúng không? Học thì học được ngay lúc đấy đấy, như thế mà nhưng mà đến lúc đi thi thì lại ôi nhiều quá. Chả biết làm sao để học hết, thôi thì lại chọn ra tủ tủ một hai tác phẩm. Ngày mai nếu mà vào thì làm được, mà chẳng vào thì thôi, coi như cuộc đời này xong rồi đấy. Có nhiều bạn như thế không? Có nhiều bạn trong lớp của mình như thế không hả các em? Bạn nào mà như thế thì có lẽ là giơ tay cho chị biết. Và chị sẽ định hướng cho các bạn cách học làm sao để học văn không chán, mà làm sao học văn còn phải hiểu sâu về nó cơ. Đó. Rồi, ở đây thì chị thấy có Linh Anh bảo đúng đúng thì chắc là Linh Anh đang rơi vào cái tình trạng đấy đúng không? Rồi, ngoài Linh Anh của lớp mình ra thì có bạn nào còn đang giống Linh Anh không? Em hai chân hai tay luôn đúng không? Rồi, ok. Vậy thì nếu như bạn nào giống với Linh Anh mà hai chân hai tay nói với chị rằng cái cách học của em trong những năm vừa qua mà như thế á thì lắng nghe cho thật là kỹ này. Rồi, ở đây thì chị còn thêm cả Quỳnh Chi nữa. Rồi, nhớ cho chị một điều. Học văn, cái mục tiêu gần của chúng mình là chinh chiến 8 cộng 9 cộng trên lớp. Nhưng cái xa, đấy là chúng ta học cách làm người đúng không? Vậy thì với cả hai mục tiêu như thế này, làm sao để có thể chinh phục cùng một lúc? Vậy thì chúng mình chú ý cho chị như sau. Chúng mình có sách giáo khoa ở đây, để chị các bạn đợi chị một chút xíu. Đây, sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 đây. Chị mở tạm bài tự tình vậy. Thì các bạn thấy này, trong cái phần tác phẩm văn bản mà sách giáo khoa cung cấp thì không bao giờ chỉ cung cấp cho các bạn cái phần văn bản này đâu, mà còn luôn luôn cung cấp thêm cho các bạn một cái phần tiểu dẫn nữa các em ạ. Đây các bạn chú ý chị là phần tiểu dẫn. Cái phần tiểu dẫn này vô cùng các bạn, rất rất là quan trọng. Các bạn nhất định không được bỏ qua nó. Tại sao chị lại chia sẻ với các bạn như vậy? Là bởi vì cái hoàn cảnh sáng tác sẽ chi phối tới tác phẩm của mình, và đồng thời bối cảnh lịch sử xã hội lại chi phối tới tác giả. Thế nên rằng khi mà chúng mình đọc phần tiểu dẫn đó, chúng mình hiểu về tác giả, chúng mình hiểu về bối cảnh lịch sử ra đời của tác phẩm đó thì chắc chắn rồi các bạn sẽ hiểu sâu hơn về tác phẩm đó rất nhiều. Chúng mình sẽ cũng có thể lý giải được vì sao mà Hồ Xuân Hương lại viết rằng vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Rồi chúng mình cũng có thể hiểu vì sao mà Hồ Xuân Hương lại viết mảnh tình san sẻ tí con. Thì chúng mình cần phải dựa rất là nhiều vào phần tiểu dẫn mà sách giáo khoa đã cung cấp. Được không ạ? Thế nên rằng với cách học văn, cái việc đầu tiên của các bạn cần phải chú ý chị, đấy chính là đọc trước sách giáo khoa. Đọc nhé. Trước khi mà các bạn nghe cô giáo giảng ở trên lớp hay là trước khi các bạn nghe chị giảng thì cái việc của các em đấy là chủ động trong việc học của mình. Và cái chủ động này chị không yêu cầu các bạn soạn văn, chị chỉ yêu cầu các bạn đọc thôi. Nhưng nhớ chị, đọc ở đây là đọc hiểu chứ không phải là em đọc thật là to, thật là rõ ràng để cho mọi người cùng nghe, mà là em đọc để em hiểu vấn đề, xem sách đang viết cái gì. Đọc thì đọc phải có tuần tự. Không được nhảy cóc đâu nhá. Không phải đùng một cái em đọc văn bản luôn. Nếu mà đọc văn bản luôn thì mông lung lắm, làm sao mà hiểu được. Và đặc biệt là văn học trung đại nhá, có rất là nhiều những cái từ cổ mà chúng ta không thể giải nghĩa được đâu. Thế nên là đừng vội vàng đọc vội. Hãy đọc cho chị phần tiểu dẫn trước. Bởi vì trong phần tiểu dẫn này, các bạn sẽ được cung cấp về hoàn cảnh lớn. Tức là ở đây có thể là bối cảnh lịch sử xã hội sản sinh ra cái tác phẩm đó, được không ạ? Thì tức là chúng mình sẽ hiểu về về cái phần này. Và thêm vào đó nữa thì chúng ta cũng hiểu về con người của tác giả, tức là nhà văn, nhà thơ. Nhà văn, nhà thơ. Vì sao chị lại yêu cầu các bạn đọc những cái phần như thế này? Là bởi vì
Tác phẩm văn học chính là con đẻ của thời đại, con đẻ của xã hội, nhưng đồng thời cũng chính là đứa con tinh thần của nhà văn. Thế nên trong quá trình học văn có hai cái phần đọc mà các bạn không thể bỏ qua. Đấy là bối cảnh lịch sử và xã hội sản sinh ra tác giả, và chính cái bối cảnh lịch sử đó cũng chính là hoàn cảnh lớn sản sinh ra tác phẩm của tác giả. Được không ạ? Nó sẽ mang những cái dấu ấn nhất định, nó sẽ chịu cái sự chi phối nhất định đến với cái tác phẩm. Và cái thứ hai, đấy chính là nhà văn và nhà thơ. Về cuộc đời, về tiểu sử, về con người sẽ phần nào đó ảnh hưởng tới cái tác phẩm mà nhà văn, nhà thơ đang viết. Thế nên việc mà các bạn đọc hiểu về nhà văn, nhà thơ cũng sẽ là một cái kênh thông tin để chúng mình hiểu rõ hơn về tác phẩm. Thế nên chị mới có nói với các bạn, khi mà chúng mình tìm hiểu tự tình của Hồ Xuân Hương, khi mà lý giải, khi mà chúng mình đi phân tích câu thơ Mảnh tình san sẻ tí con, chúng ta sẽ hiểu vì sao Hồ Xuân Hương lại viết như thế. Hay hiểu vì sao Hồ Xuân Hương lại viết ngán nỗi xuân đi xuân lại lại. Tất cả những cái điều đó chúng mình sẽ được phân tích và lý giải ở trong những cái buổi học tiếp theo. Nhưng trong buổi học này thì chị mong muốn rằng các bạn sẽ đọc cho chị cái phần tiểu dẫn trong sách giáo khoa. Là cái phần hoàn cảnh lớn này sẽ cung cấp cho các bạn bối cảnh lịch sử xã hội sản sinh ra con người đó, sinh ra tác phẩm đó. Và để rồi đọc cả cho chị nhà văn, nhà thơ, người cha đẻ, người mẹ đẻ của tác phẩm. Nó sẽ mang cái dấu ấn nhất định để chúng mình có thể có thêm những cái phần kiến thức xung quanh để chúng mình tìm hiểu cái văn bản đó. Ok không ạ? Thì đây là hai phần mà các bạn cần phải chú ý cho chị trong quá trình học văn. Chúng mình cần phải đọc những cái điều này. Ở đây thì Linh Anh có bảo với chị à, thế nếu đọc mà không hiểu thì sao chị? Đọc một lần không hiểu, đọc hai lần sẽ hiểu, và chị tin chắc là các bạn sẽ hiểu. Bởi vì những cái phần mà sách giáo khoa cung cấp cho các bạn rất là đơn giản. À, chị lấy ví dụ cho các bạn nhé. Ở đây, chị chỉ lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này thôi thì các bạn sẽ hiểu được ngay này. Nếu như các bạn bỏ qua phần tiểu dẫn thì các bạn làm sao biết được cuộc đời và tình duyên của Hồ Xuân Hương có nhiều éo le, trái ngang? À, rồi làm sao chúng ta biết được Hồ Xuân Hương với cái éo le trái ngang đó? À, bà lấy chồng muộn này. Mà khi lấy chồng muộn rồi thì chồng lại mất, rồi lại lấy chồng chung, cái cuộc đời éo le ngang trái đến như thế. Thế nên trong bài tự tình của mình thì Hồ Xuân Hương đã cất lên cái tiếng lòng của chính của bà, và đồng thời cũng là tiếng lòng của những người phụ nữ có chung hoàn cảnh với bà nói chung. Thế nên bà mới nói rằng là à, ngán nỗi xuân đi xuân lại lại. Rồi, à, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Tức là sao? À, trăng đã xế rồi mà cũng chưa tròn, giống như con người cũng đã về về già rồi mà vẫn chưa được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Thì đấy là chúng ta sẽ dựa vào cái phần cuộc đời và con người của Hồ Xuân Hương để lý giải rằng vì sao trong thơ của Hồ Xuân Hương đấy là cất lên cái tiếng lòng của những người phụ nữ lấy chồng chung, hay những người phụ nữ không được hạnh phúc, chưa được hạnh phúc một cách trọn vẹn. Thì đấy là một cái ví dụ để chị ví dụ cho các bạn thấy được rằng là à, đọc là sẽ hiểu mà. Nếu như đọc lần 1 mà Linh Anh chưa hiểu thì Linh Anh lại đọc lại lần 2 cho chị nhá. Chị tin chắc là các bạn sẽ hiểu, và chẳng có gì là không hiểu được đâu các em ạ. Thì nhớ chị là như thế. Và sau khi mà chúng mình đã đọc cái phần tiểu dẫn nó rồi, chúng mình đã biết được cái bối cảnh lịch sử sản sinh ra, chúng ta đã biết được con người, chúng ta đã biết được tính cách, chúng ta đã biết cuộc đời của nhà văn nhà thơ rồi. Những cái phần này khi mà chúng ta biết rồi thì chắc chắn các bạn nhớ cho chị, khi đọc rồi thì chúng ta sẽ thấy được rằng những cái phần này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tác phẩm mà chúng mình tìm hiểu. Đúng không? Vậy nên khi đọc, trong quá trình đọc, không chỉ đọc không mà hãy kết hợp cả việc ghi chép nhé các em nhé. Kết hợp với việc ghi chép. Đó. Chị lấy ví dụ như thế này. Bản thân chị hiện tại với những cái kinh nghiệm và đang ngồi đây chia sẻ với các em, nhưng trong quá trình mà chị trau dồi kiến thức, chị vẫn luôn luôn tự học, tự đọc và ghi chép ra những cái phần quan trọng. Thì chị lấy ví dụ cho các bạn, đây là cái phần vở ghi của chị thôi. Tức là trong quá trình chị học bài hay là trong quá trình chị tự trau dồi kiến thức thì chị luôn luôn đọc hiểu và ghi chép lại những cái phần ý chính mà khi chị đã lĩnh hội được. Được không ạ? Thì bằng một cách nào đó, tức là cái cách ghi chép ở đây thì tức là không không chỉ là cố định là các bạn thích thích ghi chép theo kiểu gì
hay là các bạn cần phải khuôn vào một cái gì đấy, các bạn ghi chép làm sao dễ hiểu nhất đối với các bạn. Các bạn có thể viết mây, viết gió, các bạn có thể viết tất cả những cái thứ mà các bạn cho rằng là nó giúp các bạn hiểu kỹ hơn về phần kiến thức này thì các bạn có thể ghi vào nhé. Cái phần trình bày này thì không yêu cầu các bạn là phải theo nhất nhất một cái cách nào đó, mà các bạn hãy cứ ghi làm sao cho thật là thoải mái theo cái cách hiểu của các em, để các bạn có thể hình dung ra cái phần kiến thức mà mình sẽ chiếm lĩnh. Thì đây là chị cho các bạn xem cái phần vở ghi này của chị, để các bạn sẽ thấy được rằng là à, dù là học lớp mấy, dù là bao nhiêu tuổi, thì trong quá trình mà chúng mình đọc bất cứ một cái điều gì, và trong cái buổi ngày hôm nay thì chị muốn chia sẻ với các bạn là cái cách học văn hiệu quả là chúng mình sẽ đọc cho chị cái phần tiểu dẫn, và khi đọc thì nhớ rằng là đừng đọc và bỏ đấy, hãy đọc và ghi chép lại những ý quan trọng để chúng mình có thể nhớ, và khi chúng mình nhớ rồi chúng mình sẽ hiểu về vấn đề là à, hóa ra là như thế. Và phải chăng là à, vì cuộc đời của Hồ Xuân Hương, cuộc đời của bà chúa Thơ Nôm với cái mối tình duyên quá là trái ngang và éo le đến như thế, thế nên trong từng tiếng thơ của bà nó cũng cất lên cái lời à, sâu thẳm trong đáy lòng của một người chịu nhiều oan ức, chịu nhiều những cái nỗi bất hạnh là như thế. Thì tức là trong quá trình học, chúng mình sẽ học để hiểu, học để vỡ ra, được không ạ? Chứ không phải cô giáo ghi bảo là à, cô giáo ghi như thế thì em chép lại y như thế và em không cần biết nó là cái gì. Nếu mà như thế thì các bạn chỉ nhớ duy nhất cái hôm mà các bạn được nghe giảng thôi, đến hôm sau là các bạn sẽ quên ngay. Trong quá trình học thì chị mong muốn là các bạn sẽ chủ động là người chiếm lĩnh kiến thức, là người đọc và tự ghi chép lại những cái phần kiến thức quan trọng, để chúng mình có thể từ đó lĩnh hội kiến thức cho chính mình. Khi mà các bạn có một cái thao tác đọc trước ở nhà như thế này rồi, đây chị ví dụ đây là cái phần 1 đầu tiên nhất trong quá trình học văn, đấy là đọc. Khi mà chúng mình đã đọc hiểu rồi như thế này thì khi mà đọc xong phần tiểu dẫn thì đọc trước cho chị văn bản, được không ạ? Đọc văn bản ở đây thì đọc lần 1 thì có lẽ là chưa hiểu đâu, nhưng hãy cứ đọc lần 2, và trong lần đọc này thì hãy tôn trọng cảm xúc của chính mình. Mình hiểu như thế nào thì mình sẽ nốt ra như vậy. Như bản thân chị lấy ví dụ như thế này này. À, tức là trong lần đầu tiên đọc chẳng hạn, thật ra là lần đầu tiên tiếp cận một tác phẩm văn học mà chưa có giáo viên, chưa có người hướng dẫn và chỉ đường cho các bạn, thì có lẽ là các bạn sẽ cảm thấy mông lung và mơ hồ. Nhưng không sao các em ạ. Các em hãy cứ tôn trọng sự mông lung mơ hồ đấy của chính mình. Ghi ra những cái điều mà bản thân mình đang băn khoăn, ghi ra những cái điều mà mình suy nghĩ sau khi đọc xong những câu thơ đó. Ví dụ như chị như thế này, thì chị sẽ gạch vào đây những cái từ mà chị đang băn khoăn, và rồi chị khoanh tròn lại, hoặc là chị tô đen tô đậm gì đó. Và chị tôn trọng những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ ban đầu đấy của chính mình. Và đấy là cái cách học của chị sau khi mà đọc văn bản. Tức là chưa có cô giáo và cũng chưa có ai định hướng hay chỉ hướng cho các em cả. Tức là chúng mình đang chủ động chiếm lĩnh kiến thức trước. Khi mà các bạn đọc phần văn bản chắc chắn là sẽ khó hiểu rồi, thì hãy ghi lại những cái phần khó hiểu đấy của chính mình nhá. Hãy ghi lại điều đó. Và khi mà đã ghi lại được những cái phần khó hiểu đó, tự dưng trong đầu các bạn sẽ đặt ra câu hỏi: Tại sao Hồ Xuân Hương lại viết là chưa tròn mà không phải là không tròn? Hay là chúng ta cũng sẽ lý giải là tại sao Hồ Xuân Hương lại mượn cái vầng trăng để viết, để nói về cuộc đời của mình chẳng hạn. Thì tức là trong quá trình đọc, chúng mình cứ tự đặt ra câu hỏi như thế, thì chúng mình, khi mà chúng mình đặt ra câu hỏi và chúng mình sau khi lên lớp nghe cô giáo giảng và được giải đáp những cái thắc mắc của chính mình, thì chị tin 100% các bạn sẽ nhớ lâu hơn. Đấy là cách học của chị, được không ạ? Đấy là cái phần đọc đầu tiên khi mà chúng mình chiếm lĩnh kiến thức một cách chủ động, được không ạ? Sau khi đọc xong phần văn bản rồi thì chắc chắn các bạn sẽ chú ý cho chị thêm một cái phần số 2 mà các bạn cần phải lưu ý đây. Sau khi đọc xong hết rồi nhá, đến cái phần số 2 này, các bạn chú ý cho chị là chúng mình sẽ đọc cho chị những cái phần câu hỏi trong phần sách giáo khoa. Cái phần này là phần hướng dẫn học bài mà cô giáo cứ hay bắt các bạn là các bạn phải về nhà soạn văn ấy. Không biết ở đây có ai soạn văn theo kiểu không cần biết tác phẩm đấy là tác phẩm gì, không cần biết đấy là của ai, và cũng chẳng biết cần như thế nào. Cô bảo về soạn thì cứ lên mạng chép hết tất cả, mai lên lớp chỉ cần nộp cái quyển vở đầy đủ sạch sẽ đấy cho cô là có điểm. Có bạn nào như thế không? Nếu như mà các em như thế thì đúng là 100% học vẹt. Và học như thế thì chỉ mất thời gian của các bạn thôi.
và cũng chẳng hiểu và cũng chẳng đem lại được bất cứ một điều gì cả. Nếu như các bạn là một người học đích thực, nếu như các bạn thực sự muốn chiếm lĩnh cái phần kiến thức đó, thì hãy chú ý các bước mà chị vừa mới hướng dẫn. Bước 1 là tự động chủ động đọc, tự động chiếm lĩnh kiến thức của mình. Chưa cần có người hướng dẫn, chưa người có người định dẫn, thì các bạn hãy chú ý cho chị chủ động đọc như thế. Rồi đến cái bước số 2 là mình bắt đầu chủ động soạn văn. Nhưng chủ động soạn văn là soạn cho mình, chứ không phải soạn để cô chấm. Nhớ nhá, chủ động soạn văn. Chủ động soạn văn. Với bản thân chị thì chị không phải là một người vở sạch chữ đẹp. Thế nên với phần soạn văn này, các bạn có thể soạn theo cái cách, theo cái cách mà các bạn soạn. Các bạn có thể ghi chép những cái thứ mà các bạn muốn ghi chép ở đây. Có thể là các bạn sẽ trả lời những cái câu hỏi hướng dẫn ở bài học ở đây. Các bạn có thể trả lời. Được không ạ? Các bạn sẽ trả lời theo cái ý hiểu các em. Hiểu gì trả lời đó. Còn nếu như chưa hiểu thì lại ghi lại câu hỏi. Ghi lại câu hỏi của chính mình. Những cái điều gì mà bản thân mình băn khoăn mà chưa thể giải đáp. Nếu như Internet chưa thể giải đáp cho em thì ngày mai lên lớp em sẽ hỏi cô. Cô ơi, vì sao lại như thế? Chủ động đặt câu hỏi luôn cho cô giáo. Xem rằng là cô sẽ giúp mình khám phá cái phần kiến thức đó như thế nào. Và khi các bạn hiểu ra rồi, các bạn sẽ lĩnh hội được nó và các bạn sẽ nhớ rất lâu. Thì đấy là cái cách chủ động soạn văn. Được không ạ? Sau khi mà chúng mình soạn văn rồi, giải đáp được 1, 2, 3 và 4 cái phần câu hỏi. Có thể là 4, có thể là 3, cũng có thể là 5, tùy thuộc vào từng bài học. Khi mà chúng ta bắt đầu lý giải được từng câu hỏi một thì cũng là cái lúc mà chúng mình đang đi hiểu từng phần kiến thức một rồi đấy. Nhưng trong cái phần đọc hiểu này thì có lẽ là nhiều bạn cũng sẽ chép trên mạng. Có những bạn mà đa phần là chị thấy rằng là dường như là các bạn cũng sẽ thôi, em cứ ghi chép lại những cái phần trên mạng đó. Thì cá nhân của chị có một cái lời khuyên như thế này. Khi mà các bạn chép trên mạng nhé, khi mà các bạn chép trên mạng thì các bạn cần tìm cho chị một cái nguồn, gọi là cái nguồn mà các bạn chép ý. Cái nguồn đấy là cái nguồn uy tín, được không ạ? Thứ hai, khi chép đừng có nhắm mắt vào chép cho xong, mà hãy chép xem cái câu trả lời đó người ta trả lời như thế nào, và đọc cái câu trả lời của người ta, bản thân mình có giúp bản thân mình hiểu thêm được chút nào về cái văn bản đó hay không. Trong cái quá trình tự học nhé, xem rằng là bây giờ trên mạng, trên một cái nguồn ABCXYZ, họ trả lời câu hỏi này như thế này, và khi mình đọc cái phần trả lời đó của họ thì có giúp mình hiểu thêm được phần nào đó về kiến thức của bài hay không. Chứ đừng chép cho có và nhắm mắt vào chép và chép xong để đấy nhé. Chị đang hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn soạn văn này. Nếu như chúng ta hiểu như nào, chúng ta trả lời theo ý hiểu như thế. Nếu như câu nào túng quá thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm. Nhưng khi tham khảo phải nhớ là chọn lọc cho chị cái nguồn tham khảo uy tín. Và đồng thời khi mà chúng mình tham khảo thì chúng mình cần phải biết mình đang tham khảo cái gì, và nó có bổ trợ để giúp mình hiểu thêm về bài học hay không. Tức là học phải có sự chủ động như thế, chứ không phải là ô thôi bây giờ quăng ra đấy, thích chép cái gì thì chép, chép hết là xong. Đúng như thế các em nhá. Phải có chọn lọc, nhớ chưa nào. Thì đấy là cái cách học thông minh, hiệu quả và chủ động mà chị muốn hướng dẫn các bạn. Sau khi mà chúng mình chủ động soạn văn rồi, tự lĩnh hội được một phần nào đó kiến thức của văn bản rồi, thì đến cái bước số 3. Cái bước này là bước vô cùng quan trọng mà chị muốn chia sẻ với các bạn. Đó là tập trung 100% sức lực và trí lực ở trên lớp. Trên lớp thì chúng mình sẽ có khoảng 45 đến 90 phút để tìm hiểu một tác phẩm. Vậy thì trong 45 hay 90 phút này đừng để bút rơi. Nếu như bút rơi là quay lên không biết cô đang nói gì đâu. Thế nên trong 45 phút và trong 90 phút có thể này, các bạn hãy tập trung hết sức cho chị. Bởi vì đây là cái khoảng thời gian quý báu vô cùng để chúng mình có thể lĩnh hội kiến thức. Bởi vì chúng ta đã có sự chuẩn bị trước rồi, có phần 1 và có phần 2 rồi, bây giờ đến phần 3. Khi đến lớp, khi lên trường, chúng mình đã được hiểu một phần nào đó rồi, thì lên lớp tập trung nghe cô giáo giảng. Và trong quá trình nghe cô giáo giảng thì các em sẽ chủ động phát biểu. Ví dụ cô giáo hỏi cái bài tự tình này chia bố cục như thế nào. Nếu như em biết, em hãy xung phong phát biểu. Đừng bao giờ theo kiểu là bản thân mình biết là được mà, không cần phát biểu đâu. Cá nhân của chị xin phép được chia sẻ như thế này.
trong cái quá trình mà chị học như các bạn. Năm lớp 10 á, chị có thể nói là rất là cô giáo hỏi, biết là xung phong ngay. Nhưng không hiểu lý do vì sao đến lớp 11, chắc là do tuổi. Đến lớp 11 một cái, xong tự nghĩ thầm với bản thân mình rằng là thôi, bản thân mình hiểu là được, không cần phải phát biểu đâu. Thì mới đầu chị cảm thấy cũng được thôi, vì mình vẫn hiểu vấn đề. Nhưng một thời gian sau, vẫn cứ kéo dài như vậy, cứ ngồi im, không phát biểu. Và dần dần dường như tất cả những cái lời cô giáo nói, mình sẽ bị mất tập trung và mình sẽ không để ý nữa. Đó, thế nên là trong quá trình học, chị mong muốn là các bạn sẽ chủ động phát biểu, chủ động đưa ra ý kiến và cũng đồng thời chủ động đặt những cái câu hỏi mà bản thân mình thắc mắc ở nhà đặt cho cô. Được không ạ? Để trong quá trình học có sự trao đổi giữa các em và thầy cô giáo. Khi mà trên lớp các bạn phát biểu, mà khi các bạn phát biểu đúng mà được thầy cô ghi nhận, dường như đấy chính là một động lực để chúng mình tiếp tục học những cái bài tiếp theo tốt hơn. Khi mà ngày hôm nay các bạn có thể là xung phong một lần, các bạn chưa được gọi. Nhưng ngày hôm sau các bạn xung phong 2-3 lần thì chắc chắn các bạn được gọi. Và khi các bạn trả lời, câu trả lời của các bạn đúng chẳng hạn, các bạn được cô ghi nhận, à chị tin một điều rằng nó sẽ khiến các bạn phấn chấn hơn trong quá trình học tập. Các bạn sẽ cảm thấy tự tin về chính mình hơn rằng là à, bản thân mình đã làm được một điều gì đó mà các bạn khác chưa làm được. Có thể các bạn khác giỏi hơn mình, nhưng mà các bạn lại ngồi im, các bạn không nói, thì đâu ai biết là bạn đấy giỏi đâu, đúng không? Bản thân mình không giỏi, bản thân mình chưa bằng các bạn khác, thì chúng mình càng phải phát biểu, chúng mình càng phải đặt câu hỏi. Và trong chính quá trình đó, các bạn sẽ tốt lên, giỏi lên từng ngày. Nếu như các bạn cứ ngồi im, các bạn chỉ lắng nghe thôi, thì lâu dần dường như là các bạn sẽ kiểu như là thôi, kệ cô, nói gì thì nói. Có bạn nào rơi vào tình trạng như thế và đã từng học như thế không? Thì đây là chị chỉ chia sẻ cái cảm giác, cũng như là cái tâm trạng, cũng đồng thời là cái con đường mà chị đã đi qua trong những cái năm tháng học trung học phổ thông. Thì chị cũng đã có một cái khoảng thời gian rơi vào cái tình trạng là thôi kệ cô, cô nói gì cũng được, em vẫn hiểu mà. Thế nhưng đến một thời gian dài, bản thân mình còn sợ phát biểu, sợ giơ tay cô. Đó, thế nên là các bạn chú ý cho chị, khi bước chân vào năm học mới luôn nhá, phải sốc cho mình một cái tinh thần thật là tốt. Học là chiến đấu, thế nên rằng trong quá trình học 45 phút đó phải tập trung toàn bộ sức lực và trí lực để làm gì? Để lĩnh hội kiến thức với tất cả những cái gì mà cô giáo truyền đạt, và những cái gì mà em chưa hiểu, những cái gì mà em còn cảm thấy băn khoăn thì em hỏi luôn, để em lĩnh hội luôn trong cái giây phút đó. Và khi em lĩnh hội và em hiểu bài rồi, được không ạ? Cái sự hiểu này của em nó sẽ được kết hợp bởi cái phần tích lũy trước đó, khi các em đọc về tác giả, các em đọc về tác phẩm, cái quá trình đọc và soạn văn trước đó của các em, thì các bạn sẽ hiểu bài. Sau khi hiểu bài rồi, về nhà đừng bỏ đấy. Đến cái bước thứ 4, các bạn cần phải chú ý cho chị, đấy chính là à, khái quát lại kiến thức của chính mình. Ở đây có bạn nào học văn mà luôn luôn có hai quyển vở để ghi chép môn văn không? Nếu như bạn nào chưa có thì cũng có thể học cái cách này của chị nhé. Cái quyển ghi chép thứ nhất là quyển ghi chép trên lớp, mà trong cái quá trình học 45-90 phút này chúng mình ghi ra, thì đấy là quyển số 1. Nhưng chúng ta còn một cái quyển số 2, là cái quyển tự khái quát kiến thức sau khi mà chúng mình đã lĩnh hội được. Thì cái quyển số 2 này, các bạn chú ý chị là khi về nhà các bạn đã hiểu vấn đề rồi, thì lúc đó các bạn hãy ngồi lại, các bạn suy nghĩ về vấn đề mà ngày hôm nay các bạn đã được học, được không ạ? Thế sau đó các bạn sẽ khái quát lại nó bằng sơ đồ tư duy. Hoặc có thể bằng cách là thích nốt theo cái cách ghi chép của các em. Được không ạ? Tức là cái phần này chúng mình sẽ tự chủ động khái quát lại cho mình thêm một lần nữa. Tức là dựa vào những cái gì đã học, đã hiểu, đã biết, đã nắm chắc, và bây giờ dựa vào tất cả những cái phần đó, em sẽ khái quát lại một cái phần sơ đồ tư duy, để khi chúng mình nhìn vào đó chúng mình đã biết, à, tự tình hóa ra là như thế à. Tức là đây là cái cách học để khi mà đến lúc mà các bạn ôn thi, các bạn không bị vất vả. Bởi vì mình học xong một bài là mình quấn chiếu luôn bài đó, hiểu luôn về bài đó. Đến khi mà chúng mình kiểm tra, dù là 4 bài, dù là 5 bài hay chăng nữa, thì cái khoảng thời gian ôn tập của chúng mình cũng sẽ được rút ngắn lại. Và đồng thời sẽ giúp các bạn đỡ sợ hơn. Bởi vì các bạn đã học rồi,
cũng đã học xong rồi. Và cái cách học này các bạn có thể áp dụng cả lớp 12 và thậm chí sau các bạn lên đại học cũng là như thế. Đừng bao giờ để nước đến chân mới nhảy, đừng bao giờ để nước đến cổ rồi mới bơi. Bởi vì những lúc như thế thì cái sự hoảng loạn đã chiếm 80% rồi. Còn 20% thì chắc là để ăn uống và ngủ nghỉ. Thế thì thời gian đâu mà để học bài? Thì đấy là cái kinh nghiệm mà chị đã đi qua, thì chị muốn chia sẻ với các bạn. Để trong năm tới, khi mà chúng mình lớn hơn một chút xíu rồi, chúng mình cần phải chủ động hơn trong việc học của mình rồi, thì các bạn có thể áp dụng cái cách học này của chị để chúng mình có thể chinh chiến ngữ văn lớp 11 một cách hiệu quả nhất nhé. Ok không ạ? Với cách học này của chị thì chị mong rằng có thể các em sẽ áp dụng linh hoạt sao cho phù hợp với bản thân của các em. Các em có thể, nếu như cái cách học của chị Dương chị chia sẻ, em cảm thấy là em phù hợp được với cái phần nào đó, thì em sẽ học tập cái phần đó để chúng mình áp dụng cho cái quá trình học của chúng mình nhá. Rồi, mai thi tối nay học vẫn kịp. Chứng tỏ là một người, Linh Anh là một người có trí nhớ, kiểu trí nhớ nhanh ấy. Nhưng bản thân chị học thì cũng học nhanh nhưng mà cũng nhanh quên. Tức là nếu như mà theo cái cách học của Linh Anh á, là tối nay học ngày mai đi thi thì có lẽ là ngày mai đi thi thì sẽ rất nhớ, nhưng mà đến phút thứ 90 lại tự nhiên quên mất cái gì đấy. Chị nghĩ là như thế và chị cũng tin là như thế, bởi vì cái học kiểu học sổi rồi là học hôm trước hôm sau đi thi kiểu nước đến chân mới bơi như thế thì có thể là chỉ trong lúc đấy thôi, nhưng mà để về lâu về dài, để chúng mình có thể học cho chính chúng mình, chinh phục 8 cộng 9 cộng rồi có thể là học để làm người nữa, thì các bạn cần phải chú ý là mình học mà, học là cho mình, thế nên chị vẫn luôn luôn mong muốn rằng là chúng mình sẽ áp dụng được một cái cách học khoa học và phù hợp, để trong cái quá trình học với những cái phần kiến thức nặng nề như thế thì chúng mình sẽ xử lý ra làm sao một cách gọn nhẹ nhất. Tức là chúng mình vấn đề lớn chúng mình giải quyết làm sao cho thật là nhẹ nhàng, chứ đừng để nó quá lớn thì xong mình xử lý một cách nặng nề xong cảm thấy là chán nản, xong mình cảm thấy là ôi mệt quá không thể học được. Hãy chia nhỏ những cái phần kiến thức của mình ra với những khoảng thời gian phù hợp, để bản thân mình không bị dồn, để bản thân mình cảm thấy thoải mái đối với việc học, và bản thân mình cảm thấy có thể sắp xếp và phân bổ thời gian phù hợp đối với tất cả các môn. Có thể là các bạn dành khoảng 20% học môn văn, 20% học môn toán, 20% học môn Anh, thế còn lý hóa, sử địa thì sao? Chúng mình cũng phải dành thời gian mà. Thế nên rằng hãy cứ chia nhỏ ra từng phần một như thế, bằng một cái cách học khoa học và hiệu quả thì sẽ giúp các bạn xử lý 11, 12 môn đấy một cách nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Đừng để dồn, bởi vì khi dồn không chỉ là dồn văn đâu, mà còn dồn toán, dồn Anh, dồn tất cả mọi thứ. Bởi vì khi kiểm tra cuối kỳ hay giữa kỳ thì cũng khoảng xem thời gian đấy là các bạn thi mà, đúng không? Thế nên là khi có thời gian thì chị mong muốn là chúng mình sẽ cùng nhau học bài. Và học là học cho chính mình, học là học chứ không phải là học chỉ để học xong để đấy. Hãy học, và bởi vì học không phải là tất cả, nhưng đó là con đường ngắn nhất để đưa các bạn đến vinh quang, đưa các bạn đến thành công, để đưa các bạn đến sự vui vẻ và hạnh phúc. Thì chị mong rằng với buổi chia sẻ ngày hôm nay, với cái cách học như thế thì giúp các bạn tiếp cận được chương trình ngữ văn lớp 11 một cách tốt hơn. Vậy thì trong buổi đầu tiên này, với cách phần chia sẻ học này của chị, thì các bạn hãy áp dụng nó luôn trong bài đầu tiên, đấy chính là bài tự tình các em nhé. Và ngày mai thì chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu bài tự tình của Hồ Xuân Hương. Và nhớ rằng ngày mai khi chúng mình học bài thì chị mong các bạn đã đọc xong phần tiểu dẫn rồi, các bạn cũng đã có cho mình những cái phần kiến thức riêng về bài học này rồi, với những cái phần kiến thức mà các bạn tự chiếm lĩnh được, để ngày mai cùng với chị là người định hướng thì chúng mình sẽ sáng rõ, rồi chúng mình sẽ vỡ ra rất là nhiều những cái phần kiến thức nhé các em nhé. Và mong rằng chúng mình sẽ áp dụng được cái phần cách học này đến khi mà các bạn có thể thi xong Trung học Phổ thông Quốc gia, và thậm chí cũng có thể áp dụng cái cách học cuốn chiếu này đến khi mà chúng mình học hết đại học các em nhé. Chúng mình cứ hãy chia nhỏ vấn đề ra, bởi vì những cái điều lớn lao thì cũng đều bắt đầu từ những cái điều nhỏ bé. Thế nên đừng lo lắng và cũng đừng sợ hãi, hãy cứ bình tâm, hãy cứ vững vàng, chiến từng phần một. Chiến xong phần một thì đến phần hai, chiến phần hai thì đến phần ba, chiến phần nào hết phần đấy thì các bạn sẽ vững vàng hơn rất là nhiều đấy.
Thế nên đừng có lo lắng em nhé. Đúng rồi, chính xác Phương Linh ạ. Mai chúng mình sẽ học tự tình nhé các em nhé. Ngày mai học tự tình, ngày kia học câu cá mùa thu, rồi ngày kia nữa thì chúng mình sẽ học những cái tác phẩm còn lại. Ok không nào? Vậy thì trong chiến dịch tiếp cận ngữ văn lớp 11 này, với buổi đầu tiên thì chị mong muốn rằng chúng mình sẽ cùng nhau áp dụng được cái cách học khoa học như thế, chủ động trong việc học của chính mình, để chúng mình có thể chiếm lĩnh một cách để chúng mình có thể chiếm lĩnh cái môn văn một cách nhẹ nhàng nhất, hiệu quả nhất và sâu nhất có thể các em nhá. Rồi, giọng chị nghe cuốn quá đúng không? Rồi thì mong rằng ngày mai cũng sẽ cuốn như thế, ngày kia cũng sẽ cuốn như thế, và mong rằng không làm các em buồn ngủ. Ok không ạ? Rồi, có lẽ thì trong buổi đầu tiên ngày hôm nay thì chúng mình chỉ chia sẻ một chút chút xíu như thế thôi. Và mong rằng các bạn cũng có thể áp dụng được luôn vào buổi học ngày mai các em nhé. Bạn nào có sách giáo khoa rồi thì đọc sách giáo khoa, còn bạn nào mà chưa có sách giáo khoa thì chị cũng có đã đăng văn bản tự tình trong group của mình rồi, thì các bạn cũng có thể lấy và đọc bản online. Ok không nào? Rồi, ok, vậy thì chốt là như vậy nhá. Hẹn gặp các em vào 21 giờ tối mai, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tự tình của Hồ Xuân Hương. Ok không nào? Rồi, chị chào Linh Anh, chào Minh Thư, chào các bạn nhá. Hẹn gặp các em vào tối ngày mai. Ok không ạ? Và nhớ là áp dụng cách học như ngày hôm nay chị chia sẻ nhá. Nhớ nhá, 21 giờ. Ok không ạ? 21 giờ. Ngày mai chúng mình sẽ học tự tình. Và đây là tự tình 2. Ok không ạ? Nhớ nhá. Nhớ lịch của chúng mình. Ok không ạ? Rồi, bye bye các em. Hẹn gặp các em vào ngày mai nhá. Bye bye.